Chuẩn bị tới tiết kiểm tra, nữ sinh cầm viết hí hoáy trên bàn. Người từng trải nhìn phát hiểu luôn vấn đề. Thế đó, mặc dù vẫn chưa đến giờ kiểm tra, thế nhưng những thiên thần áo trắng đã tranh thủ từng giây từng phút đổ mồ hôi, rồi nước mắt để chạy đua với thời gian. Đôi mắt long lanh mở thật to, liên tục nhìn qua rồi ngó lại. Một tay lật quyển vở vô cùng điêu luyện, tay còn lại thì không ngừng ghi ghi chép chép lên mặt bàn, giống như đang hí hoáy viết lại bí kíp võ công. Nhiều bậc tiền bối từng trải sau khi xem qua đoạn clip cũng phải gật gù khi thấy lứa đàn em đã lĩnh hội được hầu hết tinh thần của bậc đàn anh, đàn chị đi trước. Vẫn tiếp nối sự nghiệp bí mật chép phao trước giờ kiểm tra, không để cho tuyệt kỹ bí truyền của bao thế hệ học sinh bị thất truyền hay mai một. Thế nhưng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Các thiên thần áo trắng đã cố hết sức viết lại cả một bàn đầy tài liệu bằng cả tính mạng của mình. Cuối cùng, cô giáo bước vào quyết định đổi chỗ ngồi trước khi vào giờ kiểm tra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.